Hello, xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình về được một chiếc Frank Muller Long Island khá là đẹp. Và chiếc Frank Muller này thì có kiểu dáng phải nói là sang chảnh, phù hợp với anh em nào mà thích show off thì đeo chiếc này thì sẽ khá là tuyệt vời. Chiếc Frank Muller này của mình là một chiếc được sử dụng, đó là màu vàng hồng rose gold, vàng khối các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có nền kim cương đó. Mình sẽ mở ra, chúng ta sẽ có ở đây là mã của chiếc này là 1002QZRLD1R và nó sử dụng rose gold. Chiếc này là chiếc 212 được sản xuất với cái nó sẽ có là kim cương zin đi kèm đồng hồ, và chiếc này sẽ có date là cuối năm 2017. Khi anh em mua thì chiếc này sẽ được bảo hành tại bên mình là 5 năm anh em nhé, và miễn phí thay pin trọn đời. Đây là một chiếc Long Island sử dụng bộ máy, đó là bộ máy quad, cho nên là nó sẽ có cái mức giá khá là hấp dẫn. Nếu như một chiếc máy ô tô thì các bạn tìm như này thì nó phải mười mấy nghìn, tuy nhiên với một chiếc máy pin như chiếc đồng hồ này mà các bạn đã có thân vàng khối rồi, thương hiệu thì cũng gọi là cao cấp, sang xịn mịn, và mặt đầu của nó cũng như là cái thiết kế của chiếc này thì rất là đẹp. Thì với chiếc Frank Muller này thì bên mình có cái mức giá khá là tốt là khoảng 6.800 đô đó. Và chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với hình chữ nhật, hay còn gọi là dáng tanh. Với cái dáng này thì nó sẽ tương đương, chiếc này đeo nó sẽ tương đương với size khoảng 40mm. Chúng ta sẽ có là một cái lòng hình tròn ở phía trong, và cái lòng này thì nó sẽ có những cái vân Hilux trải tia từ tâm của bộ kim ra đến ngoài. Bộ cọc số trên chiếc này thì được làm theo dạng Arabic, nhưng mà nó thiết kế nó hơi đương đại một chút. Và trên cái mặt dial này thì nó sẽ có những cái miếng vàng được làm rất là đẹp. Nói chung là cọc số kim cọc thì nó làm rất là sang chảnh và xịn mịn. Ở phía ngoài thì chúng ta sẽ thấy ở phía ngoài bên da này chúng ta sẽ có, đó là những cái viên kim cương được đính đá thủ công chính hãng. Và những cái viên kim cương này thì các bạn nhìn ở ngoài thì nó sẽ bắt sáng, bắt lửa rất là tốt. Ngoài ra thì bốn cái càng lắc này của chúng ta thì cũng được gắn những cái viên kim cương nhỏ cực kỳ sang trọng. Ngăn giữa hai lòng của chúng ta là một cái hình elip bầu dục, và cái phần này của chúng ta thì sẽ là phần chia 60 phút, và các bạn sẽ thấy là mỗi 5 phút một sẽ có một cái vạch đen lớn để chúng ta có thể là dễ dàng xem giờ. Kim giờ và kim phút của chúng ta cũng được chỉ đến phần này, rất là thoải mái. Frank Muller Geneva này, Long Island này và Swiss Made ở đây. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính với logo FM của Frank Muller đó. Và ở đáy sau thì chúng ta sẽ có toàn bộ thông tin của dòng sản phẩm này được in ở đáy sau, bao gồm là Frank Muller Geneva này, Master Complication này. Ở đây thì các bạn sẽ có là cái số 212, và đây là cái mã của sản phẩm 1002QZRLD1R Long Island. Chúng ta sẽ có hai chuyện kim loại quý ở đây, đó là chuyện đầu chó Bergna và chuyện cân tiểu ly, và đây là vàng 750, còn đây là chuyện FM. Toàn bộ phần thân sau này được hoàn thiện theo một hình thức là phay xước dọc, và các bạn thấy ở đây còn nguyên bản, chưa có đụng chạm spa gì các bạn nhé. Đáy sau này được cố định với phần thân bởi bốn con vít, và bốn con vít được làm ở bốn cạnh như các bạn thấy ở đây. Chiếc này đi kèm sẽ có một cái khóa xiên, và khóa xiên của nó thì cũng được đính kim cương rất là đẹp, tổng cộng có 10 viên kim cương ở trên cái khóa xiên này. Và khóa xiên này cũng được làm bằng vàng khối với cái chuyện 750 FM ở phía đằng sau như các bạn đang thấy ở đây đó. Chiếc này thì có giá retail cũng rất là đắt, thì với những cái đồng hồ của chính hãng mà nếu mà vàng khối và kim cương như này thì thường nó sẽ loanh quanh khoảng 10 mấy đến 20 nghìn. Tuy nhiên với chiếc này thì là máy pin thì nó khi bán lại thì nó sẽ mất giá hơn là máy ô tô, và với cái mức giá bên mình bán cho anh em là 6.800 đô thì mức giá này gần như là gọi là thấp nhất quả đất rồi, cho nên là anh em có thể hoàn toàn yên tâm mà chơi chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này được đi kèm chế độ bảo hành máy 5 năm và sẽ được bảo hành thay thế pin miễn phí trọn đời các bạn nhé. Đây là dây cá sấu đi kèm, và khi các bạn mua thì bên mình sẽ tặng kèm cho các bạn một sợi dây cá sấu mới được làm handmade thủ công bởi những người thợ Việt Nam rất là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.